Vâng, em xin chào quý vị nhé. Và em xin chào anh khách ở Ý Yên, Nam Định đã đặt cái con V7 mà sáng nay bên em đã lên sóng nhá. Đấy, đây là cái con hàng mà anh đã đặt bên em. Đấy, và cũng là sáng nay em quay. Đây. Đấy. Sau đây em sẽ tiến hành test hàng cho anh nhá. Đấy, đây. Onkyo CRV77 Made in Japan. Đấy. Công suất 55. Ở đây là đường quang, em đã cắm sẵn rồi. Đây là cổng in nha, anh nhớ nhá. In đầu vào, out là đầu ra. AV thì cắm in đầu vào và out cũng là đầu ra. Đấy. Về nhà anh cắm y chang cho mẹ nha. Rồi, em sẽ lên cổng quang trước nha. Đây là cổng quang anh nhá. Mà lời nguyện còn vang vang đâu đây. Nhớ hôm nào hẹn ước dưới trăng đầy trong khóe mắt long lanh anh khẽ bảo sầu mà chi em lúc non sông cần trái hương buồn mà chi em mãi anh về trong nắng êm đừng vì dạ vâng, đây là đường qua anh nhé, còn đường điện thoại đây. Em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ, một quân đang reo lửa khói tung ngập màu cờ, thân trai ra đi. Anh cắm cổng nào truyền cổng đấy nhé. Ok, lấy điện thoại nhá. Đấy, còn sau sẽ test lốt cái phần CD này. Thế như em đã nói rồi, cái CD này thì bên em không bằng bảo tỏ gì đâu nhá. Đấy, bán được giải mã là chính thôi, còn các em test phụ thì nhá. Được thì canh về dùng.
Ok nhá, vậy em đã test xong cái con giải mã là cho anh. Đấy, thì về nhà anh nhớ là kết nối dây rồi cắm điện 100V cho em nhá. Đây là hàng Nhật bãi nên điện sử dụng điện 100V. Đấy, và nếu mà anh có nghe CD này thì nhớ là dùng cái đĩa xịn một tí cho em nhá. Mua MP2 đĩa tầm được khoảng 150-200 gì đấy. Đấy, anh thích dùng xịn hơn nữa thì dùng khoảng 300-400. Đấy, hoặc 600-700. Đấy, nói chung thì tùy theo mức giá mà anh chọn, nhưng mà miễn là cái đĩa xịn cho em là được nhá. Thì cái mắt nó sẽ được lâu bền hơn. Đấy. Và cái quan trọng nhất vẫn là điện 100V anh nhá. Điện 100V anh nhá. Đấy. Dạ vâng, em xin chào các bác và xin chào anh nhá. Cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm ở bên em. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và có những cái phút giây thư giãn với sản phẩm bên em nhá.